Xin chào anh em. Giới thiệu tiếp đến anh em một chiếc đồng hồ treo tường nữa đến từ thương hiệu của Citizen. Đấy. Chiếc đồng hồ này thì nó được làm bằng gỗ xung quanh và trên mặt số đồng hồ là mặt số nổi kim nhảy. Đó. Con này thì như anh em thấy thì nó có một màu gỗ rất là đẹp, nó cái kiểu bóng bóng. Cái phía đằng sau của nó thì như anh em có thể thấy nó sử dụng một bộ máy. Đó, nó sử dụng cái pin pin tiểu đấy, rất là dễ sử dụng. Ở đây có một cái lỗ để chúng ta treo. Mấy con đồng hồ của Nhật này thì nó xài rất là bền. Đấy. Anh em nào mà yêu thích thì liên hệ với em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.